Vẽ phong cảnh bằng màu poster. Đầu tiên, mình sẽ lên sáng tối trong tranh bằng một màu đơn sắc để hình dung được sắc độ. Sau đó, từ từ lên màu, bắt đầu từ những màu tối. Trong lúc màu còn ướt thì đắp liên tục sẽ tạo ra được hiệu ứng chuyển màu. Thông thường, mình sẽ dùng cỏ vuông cho những bài này vì vừa tô được mảng lớn, vừa đi được nét mảnh, tỉa chi tiết. Vì là nắng gắt nên tất cả các màu đều sẽ cộng một chút vàng vào và những chỗ xa được làm mờ bằng cách cho màu bạc đi. Còn màu tươi sẽ dành cho chi tiết chính và gần hơn. Bóng độ của cây sẽ có những mảng rỗng ở giữa. Khi khô có thể dùng một lớp nước quẹt chồng lên để làm mờ ranh giới cũng như chuyển màu. Thêm một chút hiệu ứng bằng cỏ khô và highlight những phần sáng nhất. Tuy không có nhiều chi tiết nhưng không khí chung mà cảnh này mang lại chính là những vệt nắng vàng tươi này. Còn lại thì không cần rõ nét. Vậy là xong bài rồi. Hẹn các bạn ở video sau. Bye bye!